Chào cả nhà. Thường buổi sáng thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian để ăn sáng. Và hôm nay thì Phi Hồng sẽ đưa ra gợi ý, đó là chúng ta chỉ mất khoảng 3 phút để có một bữa ăn sáng giàu dinh dưỡng. Đó chính là từ những loại hạt cao cấp của công ty Hồng Food. Bây giờ thì chúng ta vừa nghe nhạc và vừa cùng nhau thực hiện một cái loại thức uống mà được rất là nhiều người yêu thích, mang lại sức khỏe, đó là dinh dưỡng bởi loại hạt. Bắt đầu nhé. Trai ngồi lim dim, ánh mắt như đắm chìm, đang mộng mơ về nơi nào giữa dòng đời rộn rã cuồng quay. Mơ yêu thương lấp đầy, ôm ai trong vòng tay, hay là đang ngủ say giữa thế giới nhiều đổi thay. Làm sao quên hết đêm dài, làm sao quên hết u hoài, để làm phênh thăng mỗi sớm mai. Vì sao cứ mãi mong chờ tình yêu có đến bao giờ, với thế giới của những người mộng mơ. Chàng trai ngồi lim dim, ánh mắt như đắm chìm, đang mộng mơ về nơi nào giữa dòng đời rộn rã cuồng quay. Mơ yêu thương lấp đầy, ôm ai trong vòng tay, hay là đang ngủ say giữa thế giới nhiều đổi thay. Làm sao quên hết đêm dài, làm sao quên hết nụ hoài, làm thành thân một sớm mai. Vì sao cứ mãi mong chờ tình yêu có đến bao giờ, với thế giới của những người mộng mơ. Đó, cả nhà thấy không? Một bữa sáng vô cùng là nhanh gọn. Chưa hết 3 phút nữa mà Phi Hồng đã hoàn thành xong bữa ăn sáng của mình. Bởi vì trong các loại hạt dinh dưỡng này thì có rất là nhiều những dưỡng chất để giúp chúng ta có thể thay thế một bữa ăn. Vì thế cho nên đây là một gợi ý để cho những người bận rộn, không có nhiều thời gian, chúng ta vừa có thể bổ sung dưỡng chất, vừa có thể tiết kiệm cái thời gian để chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Và khi mà uống ly này xong thì 4 tiếng sau thì Phi Hồng mới cảm thấy là mới hơi đói bụng thôi. Lúc đó thì chúng ta đã bắt đầu một bữa ăn trưa. Và khi đó thì chúng ta ăn trưa bình thường. Và nếu các bạn muốn giảm cân thì buổi tối các bạn giảm tinh bột lại một chút xíu, các bạn uống một ly này thì cũng đủ dưỡng chất để cho các bạn cảm thấy là bớt được calorie. Và chúng ta sẽ cắt đi những cái mỡ thừa. Đây là gợi ý của Phi Hồng. 3 phút dành cho bữa sáng nhiều dinh dưỡng, nhiều năng lượng. Chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe. Và Hồng Food luôn chăm sóc sức khỏe gia đình bạn.